Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt chấm mi, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, chào mừng ba con sâu. Vâng, hello, welcome to Mizzy Chỉ Hạn. Chào mừng năm cho anh em đến với series bình luận cùng với em Mizzy trên kênh DM Gaming này. Ngày hôm nay thì chúng ta gặp nhau chế độ US với gặp nhau ở server US với chế với Mozetum First Strike, và chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến đầu tiên ở danh Golden 2 với em Minzy chính hãng nha anh em nha. Nào, chiến thôi. Thời gian không còn quá nhiều để các bạn có thể chiến ở server US nữa, nên là chúng ta phải tốc chiến tốc thắng đúng không? Edward Hender, vâng, đây là cái tên hình như là tên gốc của Hentai thì phải các bạn. Có ca phẩy, có giáp, có Kensua, Clark, kèo bất công, Botscom, kèo này thì khả năng cao là của mình là thua đến đâu đó tầm khoảng 90% anh em ạ. Thật sự với các bạn là như vậy. Cái xác suất thua của mình nó rơi tầm khoảng 90%, thì ca phẩy nó có thể xuyên giáp, xuyên Clark, xuyên Kensua như thế này khó có thể đỡ được đúng không? Nó lấy thêm con nam led nữa. Thôi tôi muốn khóc quá, tôi muốn quên đi tháng với ngày. Đó là cái vấn đề bất cập của server US anh em ạ, đó là cái cảm giác là dạo này bắt đầu chênh lệch nhiều quá. Tất nhiên là server nào cũng có những thỉnh thoảng đôi khi có những trận đấu chênh lệch, nhưng mà xét về mọi yếu tố thì server US thì nó có khả năng chênh lệch nhiều nhất nha anh em nhé. Xét về mọi yếu tố thì server US là server mà gọi là mất cân bằng đúng không? Nó có tư chất 15 ấy, trận nào nó có tư chất 15 ấy, nên là kiểu gì cũng sẽ có kèo lệch, ít khi có kèo cân lắm, ít được cái kèo cân lắm đúng không? Chính là cái bọn 15 này là cái bọn phá đám. Đúng không? Nói nôm na chúng ta hình dung cái bọn phá đám, nhiều con cảm giác những cái con như dạo đó nhiều giáp dùng này, Ken này, Clark này nó ao cái đây tầm khoảng 3-4 năm rồi, bây giờ nó vẫn dùng. Gặp mấy con như kiểu ca phẩy mới ao cách đây tầm khoảng 5.5 năm thì kiểu gì nó sẽ kéo trên các bạn đúng không? Rất khó để mà chúng ta có một cái hy vọng nào đó. Thôi dù sao thì trận đấu nó vẫn phải diễn ra rồi, chúng ta vẫn phải hy vọng và vọng thôi. Rất mau chiến đến từ Eduard Hentai. Khi mà để ca phẩy lên trên như thế kia cực kỳ máu chiến, máu chó nữa luôn anh em. Mình không để giáp đâu, mình tỉnh đòn đấy anh em ạ. Vẫn chết luôn cả Iorizi luôn, sống thế nào được đấy anh em, bảo sống thế nào được, ai cho mày sống mà mày sống vãi thật. Quyền sống nó lại không nằm ở bản thân mình chứ lại vãi, lại quyền sinh quyền sát nó lại không ở bản thân mình mà lại ở bản thân thằng khác ấy. Ghê thật anh em ạ, anh em thấy không? Mỗi tên một cái tuyệt kỹ thì bố tôi sống được. Quyền sinh quyền sát ở trong tay bạn hết. Bạn muốn tôi còn sống thì tôi sống, mà muốn tôi chết thì tôi chết. Vãi bạn. Vãi cả bạn. Nên quý tôi nghĩ à. Kia lại cũng đéo có độc chiều nên chán đâu. Nhân nó phải cho một cái độc chiêu nó ăn ủi, bảo mẹ nó không có một cái độc chiêu nó ăn ủi đến từ Sikensua này anh em ạ. Đấy, bây giờ nó làm lét nó khoan, nó lắc nó gõ mồm con giáp cái, xong rồi tăng ca phải gõ mồm Ken cái đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ôi giời bạn đời cưỡng đế làm gì? Cưỡng đế làm gì đây, khi đời đã tan tan rồi,
còn gì đâu để mà nói bạn ơi. Ôi quýt thì chịu đúng không, quyền sinh sát trong tay của cá phải hết, chúng ta bất lực rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai nè. Game đấu thứ nhất thì coi như là nháp đi. Vâng, hy vọng chúng ta sẽ đến một game đấu nó cảm giác nó cân bằng hơn một tí khi đối đầu Fernando Gattuso. Đúng không? Đây, kèo này thì cảm giác nó còn cân cân một tí này các bạn này. Khi có ca phẩy Hotaru, rồi mây chờ, rồi Kukari. Cảm giác nó còn cân đỡ hơn kèo trước. Một tẹo, thật tẹo. Lấy ca phẩy mây chờ hay Kukari nhỉ? Kukari cũng khó chịu. Mây chờ khó chịu, nhưng mà mây chờ lại bị bắt bài. Về cơ bản, mây chờ bị bắt bài. Nhưng mà có khiên thì nhỉ, dù sao ấy. Cũng gọi là thọ thọ được vài phát. Kèo này nó vẫn cân hơn một tí thôi nhỉ, nó chỉ hơn một tí thôi nhá, không hơn nhiều lắm. Tu 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 mình lại áp dụng bài của thằng kia. Đê đê ca phẩy lên trên rồi chúng ta tính gì đấy, tính thế nào với con Hotaru ấy? Hotaru bên này phản công đúng không nha, tính thế nào với con Hotaru ấy? Điều chúng ta vẫn băn khoăn ấy. À tính thế nào với con Hotaru ấy? Cho nó giảm công nữ xuống vậy. Khó chịu. Chứ nó nghĩ là nào bài nào với con Hotaru này nhỉ, chưa nghĩ ra cái con bài nào với con Hotaru ấy, làm sao cho nó hợp lý đối đầu với Fernando Gattuso đấy các bạn. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc để rồi quên một mối tình sâu. Ca phẩy with, à không phải with, ca phẩy fork, mây chờ 13 và Lê Yorizi sẽ là những con hàng mà chúng ta hướng tới. Con này nó có gì không nhỉ? Nói là mình đánh trước à? Mình chọn sau à? Mẹ nó độc chiêu giảm nộ ăn cứt. Rồi, nè nè nè. Giết hết cái bọn lầu nhầu lại tính nha anh em. Giết hết cái bọn lầu nhầu lại tính tiếp. Giết 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 giết. Đó là ba từ mà chúng ta đang dùng trong thời điểm hiện tại này. Kinh quá. Ôi lại lún cát đứng người ấy, sợ thật chứ. Má đã lún này lún thì đi đi cái lún cát nữa, thằng ta cá phấy bao giờ không, số khổ vậy. Tương sau con mây chờ bị phản lại ấy. Cứu 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 mây chờ thôi, cứu mây chờ thôi. Bây giờ hạn chế phản lại chỉ cứu mây chờ thôi. Yori bị phản, ca phẩy cũng bị phản, cho Yori phản trước các bạn. Đâu tê liệt, mẹ đéo tê liệt được nó chứ, đúng không anh em? Cứ tưởng tê liệt nó thì ngon đúng không anh em, tưởng tê liệt nó thì ngon nhỉ. Tưởng tê liệt được nó thì ngon anh em ạ, mà lại đéo tê liệt nó vậy. Quả đấy mình nghĩ là Yori mà thả ra cái quả lôi ảnh kia đúng không, mà tê liệt được con Hotaru thì ngon quá. Lúc ấy tự nhiên là chúng ta lại đỡ được ba phản công vào người, mây chờ đỡ mất một cái khiên. Mây chờ đỡ mất một cái khiên.
Nó lại bị phản công tập 2 à? À, nó hết tội tại các bạn, nhưng mà cao phẩy mẹ mày, ăn quả con Kugari kia cũng thốn anh em kìa. Mẹ, ăn quả con Kugari kia cũng thốn thế mẹ luôn. Mày chờ hết khiên nè, con tưởng mình còn một khiên chứ, đúng rồi, còn một khiên nhỏ chứ. Thốn quá, thốn quá. Nếu thằng nào nó độc chiêu ở đây ấy. Ôi dồi ôi, đéo giết được cái mạng con Kukari này chứ ấy. Chán không như vậy. Nói chung là vẫn bong các bạn. Không giết được mạng con Kukari vẫn bong. Đơn sau để nó phản. Để nó phản, nó cao phẩy à. Không nhỉ, thế bao giờ không nhỉ, thế bao giờ không chứ lệ. Thế bao giờ không chứ lệ. Ê Hotaru với chúng tôi à, vẫn phải có nghe chút một con nghệ thuật nào đó đến từ admin gì chính hãng thì mới có thể thắng được Fernando Torres Gattuso như thế này anh em. À nó có tàng hình anh em, nó có ẩn thân một tơn. Thế nào? Nó có ẩn thân. Mới chờ chưa chết ạ, còn cái chí tử ạ. Giỏi. Giỏi thật đấy. Mới chờ chưa chết vẫn còn cái, à không phải cái chí tử đâu anh em. Mới chờ đéo có chí tử, để qua nó vẫn còn chấm máu xanh như này anh em nhìn thấy ở dưới cái thanh máu của mây chờ vẫn còn một tí máu nhỏ 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 bé tí 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 và chúng ta gọi đó là máu xanh. Ok. Và đó là chiến thắng dành cho Binz chính hãng, tỷ số được cân bằng là 1-1. Đấy, à? Đàn áp lên giành Golden giành hai. Ấy ơi, đùa. Two Golden 3, Nid 1006. 1009, quên mất anh em. VN Red Kun đến từ server 76 sẽ là người đánh trước và mình sẽ là người chọn trước. Đấy, kèo này nó còn cân hơn nữa này các bạn này. Có Hotaru, có Dốc, có Ca Phẩy, nó còn cân thêm nữa này các bạn này, đúng không? Yeah, nó còn cảm giác nó cân hơn nữa này. Để đủ me nói thế chứ cũng néo méo cân lắm đâu mẹ. Hotaru với cả Dốc với Ca Phẩy. À mẹ kèo ba con này. Ba con này con cờ lắc lại lòi ra con cờ lắc ấy. Thấy mẹ mặt trời luôn. Tự nhiên lòi ra con cờ lắc làm gì không biết nữa. Khổ. Số ổ anh em ạ. Kèo lại kèo ở dưới rồi. Tơn đầu nó để Hotaru Ca Phẩy vào để đánh con đéo nó chả chết ở nhịp 1 anh em. Đúng không? Ưỡi rồi. Càng mấy trận này bắt đầu lại càng cảm giác là những con tư chất 15 nó gần gần đây bắt đầu nó xuất hiện rồi anh em, đúng không? Cảm giác mang lại nó mang lại cảm giác nó cân bằng hơn. Cùng với đó là cảm giác chết cày hơn. Bây giờ trong ba con Hotaru dốc với Ca Phẩy thì lấy con nào như con nào các bạn, nó vẫn một nhịp nó gõ ra thì tơn đầu thì con nào cũng chết các bạn, tơn đầu thì con nào cũng chết, nó đánh trước thôi anh em, nó đánh trước thì mình tơn đầu con nào cũng chết, chả có sống được con đéo nào cả. Để cho con này chết đi các bạn. Tên đầu thì sống thế đéo được còn choi các không mang Ca Phẩy vào à, tên sau nó mang Ca Phẩy vào thì khác chó gì nhau, tên sau nó mang Ca Phẩy vào thì khác chó gì nhau, thôi bỏ cờ lắc luôn các bạn.
bỏ luôn cờ lắc. Thế mà không tê liệt còn bỏ luôn cờ lắc các bạn. Người chơi đẳng cấp là người chơi có thể sẵn sàng bỏ đi rất nhiều thứ. Dốc không có chí mạng, không có tê liệt trên lệ. Nhử à, nhử cái mẹ bạn thôi, nếu bạn thích nhử thì chúng tôi đánh kiểu nhử với bạn ngay. Ôi đừng đừng đánh quả này anh em, những quả này tê liệt đằng sau. Ôi hỏng rồi má, không muốn nó mang con ca phẩy mà thì ông cờ lắc ông lại lên quả trí, tôi lại ông rồi. Tôi lại ông rồi, ông Clark ơi. À ông dốc đi xa bét. Tôi lại ông rồi. Tôi đang né nó ra để đừng nó mang cao phẩy. Và tôi không dùng tuyệt kỹ của ông. Thì ông lên quả trí thì đúng là nát gáo gia đình rồi. Gia đình nát gáo rồi. Gia đình muốn nát gáo rồi. Dốc ơi, dốc ơi, mày làm thế thì giết anh rồi. Mày làm thế thì chết Clark của anh rồi. Làm thế thì chết cờ lắc rồi còn gì nữa hả? Dốc dốc đi xa béc ơi, làm thế thì anh thất vọng quá. Bây giờ còn gì nữa đâu mà chả đánh má, là cái tên vừa rồi. Ô, thằng dốc nó ngu hại người, hại tem. Chán nhở, quả đấy mà không chết thì mình tính toán lại được một tí ấy, bây giờ gần như là mình dưới luôn rồi nha, gần như là mình dưới cơ luôn. Thật sự là các bạn luôn là gần như mình bất lực luôn. Ôi xuyên luôn nội tại các bạn nhé, mất nộ luôn. Đấy, dốc hồi rồi các bạn. Dốc đi xa bét hồi mẹ rồi. Ôi, mẹ dốc biết đâu. À, không tê liệt nhầm người. Tê liệt nhầm người à? Vẫn tê liệt nhầm người à? Hay quá, tê liệt tạm thời nó đã. Để má thằng Clark chưa được thả xích chó ra. May quá, tê liệt được hai phát đã, thì vậy. Ôi ôi, từ này nó dí cho con kia là hơi mệt nha. Lắc cái thả xích chó ra đi em. Ôi rồi ơi, mày vừa thả cái xích chó lại xích lại tiếp à? Ê, mệt mỏi không nhỉ? Ôi rồi ôi, cày quá, đi không đấm được, đấm được con kia đi ạ. Thua mẹ rồi anh em. Con họ Taru còn gì đâu, con họ Taru hết tội tại rồi mà quả đấy dốc không đấm vào. Thằng cờ lắc mẹ vừa được thả xích chó ra lại bị xích lại tập 2. Cáu thật sự. Bây giờ thì còn gì nữa đâu mà khóc anh em. Giờ thì hết mẹ thời cơ rồi. Thời cơ chín muồi nhất thì đã hết rồi. Bây giờ làm thế nào? Thời cơ chín nhất thì đã hết rồi. Thời cơ chín nhất thì đã hết rồi anh em. Mà thằng cờ lắc nó vẫn thế thì chán quá. Thời cơ chín muồi nó đã hết rồi đấy cờ lắc ạ. À. Thời cơ chín muồi nó đang hết rồi đấy cờ lắc ạ. À. Lại sai lần ạ. À. Cái thằng này. Mày bị gì ấy cờ lắc? Mày bị gì ấy cờ lắc? Mày bị gì đấy hả cờ lắc? Tao vẫn đang đéo hiểu mình đang bị cái gì đấy.
Mày rốt cuộc là mày ăn cái gì đấy hả? Cờ lắc mẹ số mày khổ đấy. Số mày khổ thế vậy? Số mày khổ quá vậy hả cờ lắc? Mẹ dốc này nữa, đấm linh tinh thật. Ôi số mày khổ quá cờ lắc ơi. Số mày khổ quá cờ lắc ơi. Bớt khổ đi em, bớt khổ đi, sống đàng hoàng lên, sống đàng hoàng lên cờ sống đàng hoàng lên cờ lắc ơi nhá, ca phẩy nhá, mày đàng hoàng lên nhá, ca phẩy nhá. Ôi ôi nó bị vẫn bị cao tơ phát à. Bà Lý Xích tha mau. Một chiến thắng trước Vietjet rất cùn, vô cùng bất ngờ và à không, vô cùng đẳng cấp anh em ạ. Chúng ta phải dùng từ đẳng cấp với những pha bị khóa mõm lên từ Clutch làm cho chúng ta bị gì nhở, nước chảy mây trôi cuốn theo đối thủ, nhưng mà dốc thì đấm định lệ linh đấm tinh, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn chiến thắng được. Tài dốc thì đấm bú lao bú lếu anh em ạ, chỗ nào cũng thấy dấu răng của dốc, nào thì đấm gì nhở Chiru, nào thì đấm cái gì nhở con Iori, mẹ ơi thằng dốc mà đấm linh đấm tinh thật. Quả đấy mấy quả dốc nó đấm ngon thì mình đâu đến mức đâu anh em, đúng không? Mỗi tội ông dốc ông đấm mẹ vớ va vờ, ông đấm linh đấm tinh thì ông đấm ngon ngon một tí thì có lẽ là tôi nhàn nhã hơn bao nhiêu, đúng không? Mình có hai cái bị ép buộc khó xử luôn anh em. Mình có hai cái mẹ kèo dưới luôn này nha, làm con vẹt quá mà bây giờ có mỗi ca phẩy đục rồi. Chính là con leo dị của nó lại ngon, cái đống vẹt này lòng thông nhỏ quá, nếu đục được cái đống vẹt này thì mệt rồi nha, đàm đâu mà đục cái đống vẹt, ôi lấy đàm về mà đục nó chứ, mẹ không muốn đàm mà đục bao giờ cho xong cái bọn vẹt này nha. Đánh mà cầm hai con đà về đúng không, dù sao nó cũng gây được thêm đàm hơn so với bọn kỹ, đánh phải cầm nó về biết làm nào. Mẹ cái đống vệ này ôi nhá, đành phải cầm về chứ biết làm nào. Khổ, nhìn cái đống vệ này không có nào đục được, tem nó có yêu có leo dị nữa thì thôi rồi, tem mình là mình có đam, có mỗi duy nhất ca phẩy có đam thôi thôi ạ, có duy nhất ca phẩy có đam, nhưng mà ca phẩy cũng nhỏ nhỏ thôi, là cầm chòi vào vậy chán, có hai đam, hai đam lại hai đam đéo toàn diện cho lắm, hai ba đam nhưng đéo toàn diện cho lắm đúng không, có choi đam, choi đam kiểu vớ vẩn. Ê, bạn lại để kinh đầu à? Ờ được, thế thì mình nhẹ nhàng thôi, mấy con vẽ bạn cất hết đầu rồi à, leo dị tương sau có nộ đánh nhẹ nhàng thôi, kinh video như người yêu hay sao nhỉ. Đúng rồi, chính xác, kinh video là một cặp tình nhân đấy các bạn. Nhưng mà trong tình huống này cặp tình nhân đang bị chia lìa một tí, chúng ta sẽ có giảm công đến từ kinh, tương sau chúng ta có thêm giảm công đến từ Benny nữa, thì thằng leo dị này khóc mẹ mày luôn, khóc hận luôn, giảm công nữ xuất hiện xong rồi kết hợp thêm mình có cả mấy cái giảm công nữ các bạn đúng không, có choi giảm công nam à, giảm thủ nữ thì phải, hình như choi giảm công nữ hay giảm cái gì đó, Benny thì đánh để giảm công nữ. Mà thằng này nhử ở đâu nhỉ, có ca phẩy có sát siêu, mình còn cao phải còn xa xíu, mình tưởng nó để đẩy Bloom lên đúng không, đẩy lên Bloom lên là một câu chuyện khác ngay. Vẫn giữ giả, vẫn giữ leo dị cả, giữ leo dị à, kệ mẹ mày giữ thì chúng tôi giữ đi, giữ bạn thích thì mình cũng giữ, leo gì bạn giữ thì mình cũng giữ thôi. Simbat Simba SEA SEK SLK đấy, bạn đẩy lên thì bạn chết rồi, bạn đẩy lên thì bạn vào thế của tôi rồi, tôi xem nào, tôi xem có thể nhừ cái thằng này không, đánh cái tay bò thằng này mệt phết đấy các bạn. Nhiều đéo thì tương sau chả chết mà. Bạn định đánh ai, bạn định đánh ai,
Pilasic ngay chứ. Đéo biết thằng nào nhử thằng nào đâu. Kiểu gì là Rio chả chết các bạn. Máu chảy róc rách thành sông. Đéo chảy máu à? Leo gì độc chiêu mà. Chiêu đu vẩy cơ mà. Thanh niên Simba SNK đây. Không. Giỏi nha. Giỏi nha. Bạn giỏi thật đấy. Bạn giỏi thật đấy. Leo dị cái đống kia thì giết thế nào được cái đống này nha. Mẹ với leo dị mà đòi giết được single với cả single tank và cả Choi đang DPS đầy cây thế kia. Với Chiru vậy á. Với leo dị tuyệt kỹ á. Mẹ và thanh niên này ảo tưởng à. Đến mình không ảo tưởng đến cái mức là có thể gọi là shut down được các bạn ở trong tình huống như thế này. Đấy. Thanh niên này quá ảo tưởng các bạn. Ảo tưởng gọi bằng cụ ấy. Ôi, thanh niên này ăn bài nhử đẹp rồi các bạn. Thanh niên này ăn bài nhử đẹp rồi. Tuần sau để single lên. Cho thanh niên này khóc hận. Ôi trời, khóc hận lên tiếng. Đừng đánh con Choi. Đừng đánh Choi. Ôi ôi, đừng đánh Choi. Đã bảo đừng đánh Choi rồi. Mẹ, cái đống đam ấy đủ không ấy. Trời ơi đừng chết. Trời ơi đừng chết nữa. Cả nhà có hy vọng mỗi mày đấy trời ạ. Bây giờ mày chết là anh bong đấy. Bây giờ mày không mày mà chết là gần như là tem bong đấy trời ạ. Nếu nó mang con gì vào nữa. Mẹ mang vào sợ đam to quá nhỉ. Ít nhất phải qua hai tơn. Lại sai lần nữa. Ôi ôi, trời ơi, đừng chết nữa. Nhà mình còn gì đâu. Mẹ bây giờ con kinh nó đá rồi, bỏ bà. Ghê quá nhờ. Trời ơi đừng chết nữa, nhà mình còn gì đâu, còn mỗi anh và chú, lấy đâu ra đam đây. Trời ơi đừng chết nữa. Trời ơi. Ơi trời ơi. Mẹ, đánh được chưa nhở? Đánh được rồi các bạn. Cho nhảy vào đây chết ông ta đinh con mệnh như lệ single vẫn bị sai lần nhỉ chết nổi ca phải mất ơi nếu mà lên đánh hay lên lui anh nhau ạ sợ con kinh nó nộ leo dị con nộ rồi rồi bây giờ cho chết là tôi cũng mệt đấy chứ đúng không anh nhau cho chết là cũng bách cho mạch chứ đừng nói kinh nó nộ nhá xong leo dị con nộ nhá ý trời ấy, buồn cười game đấu buồn cười quá từ nãy giờ nét của nó không có độ khả năng cao có rồi căng thẳng thế nhỉ chưa có nộ à mày muốn đánh nhẹ tao không đánh được đâu mẹ mày chỉ cần không bị sai lần thì mày chết ơi giời ơi chỉ cần không bị sai lần là mày chết Chơi vào xoáy đi Chơi ơi vào xoáy đi em ơi xoáy đi ấy tôi chỉ sợ xoáy thôi Choi đấy anh em thấy không tôi sợ Choi nó không xoáy chết con Brown rồi anh em ạ ấy trời ơi bút lửa lên em bút lửa lên em bút lửa lên em mẹ mày bút lửa lên em Choi xứng đáng là người kết thúc game đấu này trời ơi với sự nhẫn nhịn và gì nhở
với một sự nhẫn nhịn vô cùng đẳng cấp đến từ Choi thì cuối cùng thì chúng ta cũng có chiến thắng ở game đấu này. Choi xứng đáng với những gì chúng ta kỳ vọng. Một sự nhẫn nhịn cực kỳ kinh khủng. Uni của Samba 42 sẽ là đối thủ tiếp theo mà em nhìn gì chính hãng sẽ phải đối đầu. Hotaru Chang hay à, kèo này thì Hotaru chết thế nào được dưới tay Chang nhỉ các bạn nhỉ? Ít nhất là Hotaru còn chí tử với cả bật lại được thì Chang có khi ngã ngửa trước đúng không, chúng ta không nói trước là điều gì. Kèo này mình sẽ lấy Guenico với Clark bỏ vai các bạn, tống thêm mấy con tanh về nữa cho nó an toàn, gia đình nó an toàn đã đúng không. Kèo này mấy con lọt nhòi không ý nghĩa lắm, nên là không ý nghĩa lắm, nên là chúng ta cứ từ từ. Kèo này nó đánh trước. Tí Silent thằng tí còn Silent câm lặng thằng Trang lại đã. Ok. Kèo vẫn để Hotaru tanh nha các bạn, đúng không? Kèo này nặng phải là Hotaru tanh. Cờ lắc thủ dâm lắm. Lần sau. Hợp lý chưa anh em? Không, thế này thì phải mang con bao vào phòng phòng thôi anh em. Thằng kia muốn gì? À, muốn Trang vào sau à? Muốn Trang vào sau anh em ạ. Mẹ biết thế thì mình đẩy mẹ. Ôi, một trang vào sau không nhử. À đấy, được rồi, được rồi, được rồi. Ui, trời ơi, thằng này đúng bài rồi, thằng này đúng bài rồi, thằng này đúng bài rồi, mẹ giết. Ôi giời ơi, má thằng kia đập quả như vậy. Quả tun này thì phản ra được đòn anh em. Ôi quả tun này không phản được đòn đâu, né nó ra, tạm thời né nó ra. Quả tun này có phản được đòn đâu anh em, khổ quá. Sợ nó mang trang vào đây này. Sợ à, nó chưa mang trang vào à? Chỉ để Ken này. Hay quá nhỏ, lại kèo này giết được Ken rồi. Kèo này giết được Ken rồi. Ken nhưng mà không tuyệt kỹ nhỉ? Đục chiêu đôi à? Ken ơi em ngu rồi. Ken ơi em ngu rồi, em ngu rồi Ken ơi. Đúng không? Kèo này thì Ken ngu mẹ người rồi còn gì nữa. Ngu người rồi Ken ơi. Kèo này thì chả nhẽ em không bị ngu người à Ken. Nào, hồi sinh cho Goen nữa, cái gì? Hồi sinh cho Hotaru ở đây nữa thì Ken chết chặt rồi còn gì nữa. Hồi sinh thế thì Ken còn cái gì nữa, còn cái nịt chứ còn cái gì. Nào bây giờ mang ấy vào đây, mang Trang vào đây. Giờ này mang Trang mà có lẽ là muộn quá dành cho Uni rồi, mang Trang mà giờ này thì muộn quá, quá muộn dành cho Uni rồi. Đỡ được mấy cái phản công đấy nhỉ. Đỡ được mấy cái phản công đấy nha. Đỡ được mấy cái phản công mà xong với chúng tôi à? Đỡ được mấy cái phản công mà xong với chúng tôi à? Đỡ được mấy cái phản công mà xong với chúng tôi à? Mang vai vào luôn đi chứ. Đấy, biết ngay mang vai vào luôn mà. Vai mà chỉ hiến mạng chứ làm cái gì.
Hotaru hết phản công rồi các bạn. Hotaru hết phản công rồi. Hotaru hết phản công rồi. Tạm thời này à, đúng không? Để vài tuần sau nó hiến mạng ở đây. Tạm thời mình không động vào con Trang vội nha các bạn nhé. Động vào Trang nữa nó có giảm nộ bỏ mẹ từ từ đã. À, động vào Trang thì nó lên nộ bỏ mẹ nên mình chưa động vào vội. Đấy, mẹ nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Thôi, bỏ Gueniko cũng được anh em, chả gì cả. Bỏ Gueniko thì bỏ, có gì đâu mà chúng ta phải ngán. Đúng không? Vì mình sợ Trang nó hồi sinh một tơn nữa thì chúng ta phải bỏ Gueniko và Clutch rồi đấy. Không mẹ. Bỏ Gueniko cũng được, sống như con hàng khác là được rồi, đúng không anh em? Hợp lý không? Sống như con hàng khác là ok rồi. Chấp nhận bỏ Gueniko. Vì bình thường Trang thì hồi sinh một lần, thằng này hồi sinh hai lần đã quá đáng lắm rồi. Quá đáng lắm rồi. Tôi chấp nhận mất Gueniko đấy. À, giờ thì bạn thiêu hồn rồi thiêu kiếp bạn luôn đấy chứ. À, không bị thiêu hồn à. Thế thì vẫn phải thiêu kiếp cho bạn thôi, hóa kiếp cho bạn thôi nha, hóa kiếp cho bạn ở đây thôi, bạn dừng lại ở đây thôi. Và chiến thắng dành cho Amazee cũng là clip cuối cùng, à cũng là trận đấu cuối cùng ở trong clip này rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ cho Amazee cũng như share bình luận PK lên server này nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.